Quý vị thân mến, khi nhắc đến những người lãnh đạo đầy trách nhiệm của Đảng và Nhà nước, không ít người sẽ nghĩ ngay đến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Người đã gánh vác trên vai mình biết bao nhiêu nhiệm vụ nặng nề ngay từ ngày đầu nhận chức. Dưới sự điều hành của ông, đất nước không chỉ đối mặt mà còn vượt qua nhiều thử thách chưa từng có. Từ đại dịch COVID-19 tàn khốc, những đợt thiên tai khắc nghiệt, đến hành trình khôi phục và phát triển các dự án an sinh xã hội. Những nỗ lực không ngừng của ông đã tạo nên sự vững vàng và niềm tin cho đất nước, dù đôi lúc có khó khăn vẫn còn đang chồng chất ở phía trước. Xin mời quý vị hãy cùng lắng đọng trong từng câu thơ để cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh và tận tụy của một người đứng đầu đất nước trong giai đoạn đầy thử thách như thế này. Gian nan mới biết tài ai, vượt bao sóng gió, sáng hoài niềm tin. Dân còn khổ, lòng còn đau, người tiên phong ấy vượt cầu, dựng xây. Trong bối cảnh khó khăn ấy, Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ là người chèo lái con thuyền đất nước mà còn là người tiên phong trong những nỗ lực không ngừng nghỉ với một khát vọng cháy bỏng cho một Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững. Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn quan trọng trong quá trình mở rộng quan hệ quốc tế và phát triển kinh tế. Thời điểm này đòi hỏi một nhà lãnh đạo không chỉ có tầm nhìn mà còn nhạy bén, giỏi ngoại giao để tận dụng những cơ hội quý báu đưa Việt Nam vươn lên hội nhập sâu rộng hơn. Sự xuất hiện của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong vai trò này không chỉ kịp thời mà còn vô cùng cần thiết để đưa đất nước tiến xa hơn trong giai đoạn phát triển mới. Lâu lắm rồi chúng ta mới lại thấy hình ảnh vị lãnh đạo đất nước sáng ở miền Bắc, chiều đã có mặt tại miền Nam, hiện diện ở mọi điểm nóng. Thời gian Thủ tướng dành cho công việc bên ngoài thậm chí còn nhiều hơn ở cả văn phòng. Với phong cách làm việc rõ ràng, tỉ mỉ và cẩn trọng, ông luôn trực tiếp đến từng nơi để kiểm tra, giám sát công việc, truyền động lực cho mọi người. Khối lượng công việc đồ sộ khiến ông thường xuyên phải dành từ 14 đến 16 tiếng mỗi ngày cho các chuyến công tác. Nhiều lần ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về vào khuya muộn, điều này khiến nhiều người nể phục và yêu mến. Điểm khiến mọi người ấn tượng nhất ở Thủ tướng Phạm Minh Chính là sự minh bạch và phong cách chỉ đạo quyết liệt. Từ khi ông nhậm chức, công tác phân công phân quyền đã được triển khai chặt chẽ với mục tiêu là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và kết quả. Dưới sự chỉ đạo của ông, các dự án đều đạt tiến độ và hiệu quả cao, mang lại những bước chuyển mình tích cực cho đất nước. Xuất thân từ một cán bộ tình báo của Tổng cục An ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nổi bật với phong cách làm việc yêu cầu sự trung thực, thẳng thắn và tập trung vào trọng tâm. Những ai từng làm việc cùng với ông đều hiểu rằng, nếu có vấn đề, phải trình bày trực diện, đi thẳng vào mấu chốt để giải quyết, tránh tình trạng vòng vo đối phó. Ông không ngần ngại khiển trách các cấp dưới khi thấy sự mập mờ, quanh co làm mất thời gian. Tài lãnh đạo của Thủ tướng không chỉ dừng lại ở khả năng chỉ đạo sắc bén và nhận diện vấn đề, mà còn thể hiện ở khả năng tập hợp và phát huy sức mạnh của toàn dân. Trước đây, nhà nước thường bị cho là ưu ái cho các doanh nghiệp nhà nước, dù hiệu quả chưa tương xứng. Tuy nhiên, doanh nghiệp tư nhân thì chưa được tạo điều kiện phát triển toàn diện. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng Phạm Minh Chính, sự thay đổi rõ rệt đã xuất hiện. Ông đã đưa ra nhiều chính sách mới, tạo cơ hội cho khối doanh nghiệp tư nhân. Gần đây nhất, sự kiện Thủ tướng mời hàng loạt các chủ tịch tập đoàn tư nhân hàng đầu cả nước tới văn phòng để cùng thảo luận và hiến kế cho chính phủ trong không khí làm việc cởi mở đã tạo ra những tín hiệu tích cực. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã thoải mái đưa ra các đề xuất và sáng kiến hợp tác với nhà nước để thực hiện các siêu dự án, đóng góp vào mục tiêu chung là xây dựng một Việt Nam hùng cường. Dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng, đất nước đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ với sự chung tay của cả khu vực công và tư, hướng tới một tương lai phát triển toàn diện. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn lớn, Thủ tướng cùng các cấp bộ đã lèo lái một nền kinh tế mềm mại, đưa đất nước vượt qua từng biến cố một cách ấn tượng. Hơn thế nữa, Thủ tướng Phạm Minh Chính còn đạt được những kết quả thần kỳ sau bao nhiêu biến cố lớn. Người đi tìm hình của nước, câu thơ của Tố Hữu đã văng vẳng ở bên tai, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mỗi người dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là nguồn động lực để chúng ta cùng hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, nơi mà Việt Nam không chỉ đứng vững trên bản đồ thế giới mà còn khẳng định được vị thế của mình trong cộng đồng quốc tế. Năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt trong phát triển của Việt Nam khi dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đất nước đã vươn lên vị trí thứ 35 toàn cầu về quy mô kinh tế, đạt GDP là 433 tỷ đô la Mỹ. Trong số các công trình và chính sách tạo nền tảng cho thành tựu này, dự án sân bay Long Thành trở thành biểu tượng không thể thiếu. Một siêu dự án được chờ đợi và chuẩn bị qua nhiều thập kỷ, nhưng phải đến thời kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính thì mới có những bước tiến vượt bậc chưa từng có. Với tổng vốn đầu tư gần 16,6 tỷ đô la Mỹ, sân bay Long Thành không chỉ là một công trình hạ tầng giao thông,
Đây là trung tâm giao thương, là cầu nối quốc tế và là khát vọng phát triển bền vững của cả dân tộc. Thủ tướng đã tận tay chỉ đạo, đôn đốc, thúc giục từng đơn vị, từng công nhân, từng kỹ sư không ngừng nghỉ vượt nắng thắng mưa để đạt được tiến độ thi công thần tốc mà ít ai nghĩ tới. Đặc biệt, Thủ tướng không chỉ đôn đốc tiến độ mà còn đích thân kiểm tra và động viên công nhân trên công trường, khiến mọi người đều cảm nhận rõ tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm của người đứng đầu chính phủ. Dưới bàn tay chỉ đạo của ông, các hạng mục thi công của sân bay đã sớm về đích. Đài kiểm soát không lưu đã vượt tiến độ 2 tháng, nhà ga hành khách hoàn thành phần móng sớm hơn 20 ngày và đường cất hạ cánh vượt tiến độ 3 tháng. Những kết quả vượt bậc này đã đưa sân bay Long Thành tiến gần hơn tới ngày hoàn thiện, để đến năm 2025, công trình sẽ hoàn thành như một biểu tượng của Đại hội 13, chào mừng nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Bên cạnh việc chỉ đạo xây dựng, Thủ tướng luôn đặt nặng đời sống nhân dân. Hơn 5.000 hectare đất cho sân bay được giải phóng nhanh, nhờ vào lòng tin, sự ủng hộ của nhân dân Đồng Nai. Thủ tướng cam kết khi nhân dân di rời, họ phải có cuộc sống tốt đẹp hơn với đầy đủ hạ tầng điện, nước, giao thông, y tế và giáo dục tại nơi ở mới. Ông hiểu rằng chỉ khi người dân an cư, họ mới an tâm ủng hộ phát triển đất nước. Chính sự tận tâm và trách nhiệm này đã giúp cho Thủ tướng nhận được sự tin yêu từ nhân dân, làm nên thành công trong giải phóng mặt bằng và thực hiện tiến độ thần tốc cho dự án. Sân bay Long Thành sẽ là khởi đầu cho hàng loạt siêu dự án tiếp theo, trong đó có tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam trị giá 70 tỷ đô la Mỹ, mở ra cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế quốc tế. Đây là một minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và khát vọng đưa Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới dưới sự lãnh đạo quyết đoán, sáng suốt của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thưa quý vị, hãy cùng xúc động nhìn lại những gì mà Thủ tướng của chúng ta đang làm. Ưu tiên cao nhất là phục vụ cho lợi ích của người dân, ngay cả khi phải đối mặt với những dự án mang tầm quốc gia. Sự cống hiến ấy không chỉ là một lời hứa, mà còn là hành động kiên định, một tình cảm sâu sắc dành cho đất nước và nhân dân. Đừng ngần ngại chia sẻ cảm xúc của mình dưới phần bình luận về tầm quan trọng chiến lược của siêu dự án sân bay quốc tế Long Thành. Nằm tại một vị trí vô cùng đắc địa, Long Thành không chỉ là trung tâm của vùng Đông Nam Bộ, mà còn trở thành trái tim kết nối Đông Nam Á. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 35 km, cách thành phố Biên Hòa 30 km và Bà Rịa Vũng Tàu chỉ 60 km. Sân bay này chính là cánh cửa rộng mở giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách đến các đô thị lớn trong khu vực. Với vị trí đặc biệt, Long Thành sẽ là điểm giao thoa giữa các tuyến hàng không bận rộn nhất thế giới, là cầu nối mạnh mẽ đưa châu Á-Thái Bình Dương gần gũi với các châu lục khác. Thủ tướng nhấn mạnh rằng, với đà tiến bộ như hiện nay, chúng ta hoàn toàn tự tin triển khai siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam trị giá 70 tỷ đô la Mỹ. Đây không chỉ là một dự án giao thông mà còn là biểu tượng cho sự vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Những lời khẳng định ấy là minh chứng cho ý chí và quyết tâm đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào và tin tưởng rằng trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ vươn lên mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng và tỏa sáng cùng cộng đồng quốc tế. Hãy cùng gửi lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn đến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Mong ông luôn vững vàng và tiếp tục dẫn dắt con thuyền đất nước vượt qua mọi thử thách. Sự cống hiến bền bỉ và tinh thần quyết tâm của ông đã thắp sáng niềm hy vọng, mở ra tương lai đầy thịnh vượng cho đất nước. Và thưa quý vị, sự phát triển của Việt Nam ngày nay đã mang lại những đổi thay rõ rệt. Từ một quốc gia có nhiều người đi xuất khẩu lao động, giờ đây người lao động Philippines lại đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội. Điều này đã khiến không ít người bất ngờ và đặt câu hỏi, tại sao lại có sự đảo chiều này? Việt Nam luôn rộng mở chào đón những ai đến với đất nước bằng tấm lòng vị tha và thân thiện. Trong khi một số quốc gia Đông Nam Á vẫn ưu ái người bản xứ, Việt Nam không phân biệt quốc tịch, da màu hay gốc gác. Chính điều này đã tạo nên một đất nước cởi mở, hòa đồng, đầy lòng bao dung, nơi mà mọi người đều có thể đóng góp và phát triển. Hãy cùng chúc cho Việt Nam tiếp tục thăng tiến và dành cho Thủ tướng những lời chúc tốt đẹp nhất. Vậy quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày để theo dõi thêm nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.